Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về thêm được một ít lưỡi cưa hàng bãi nhá. Em quay video giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo hoặc nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại Sóc Long Hợi 0975 275 636. Địa chỉ của em ở Lê Lợi Thường Tín Hà Nội. Có ship COD toàn quốc. Mọi người mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Hôm nay thì em có hai loại. Hai loại này thì nó đều là hàng lưỡi mới chưa qua sử dụng nhá. Đây, cái hàng này là cái hàng hôm hôm qua em chiều hôm qua em quay này. Đấy. Giờ em quay lại video nhá. Mọi người có thể ai mà chưa xem được thì xem lại này. Thương hiệu Sinco nhá, của Tokyo này. Hàng cái hàng này mới tinh chưa qua sử dụng. Cái lưỡi này của nó là đường kính 147. Hợp kim của nó là dày 1,5 ly nhá. Lỗ lỗ trục của nó là 20, 40 40 răng. Thương hiệu Sinco này. Giá là 100 000 một cái, khách mua hai cái là 200 000 miễn ship toàn quốc. Còn nó một cái thì bên em cũng có gửi ship rồi nhá. Đây hàng mới này, lưỡi hợp kim nhá. Vòng tua của nó là 5.500 vòng trên phút này. 147 mm mi, mi nhá. Đây, còn loại này loại mới về em vừa em vừa mới về hôm nãy này. Đây là hàng này hàng cũng là lưỡi cơ hợp kim nhá, hàng mới chưa qua sử dụng đâu ạ Đường kính của lưỡi là 20,8cm này 20,8cm nhá Còn cái lỗ này của nó là lỗ 25 nhá Lỗ 25 Lưỡi hợp kim tất cả là lưỡi hợp kim nhá Cái này còn 2, 4, 6 Cái này là 24 răng, có 24 răng thôi, hàng răng thưa nhá. Cái này vòng tua của nó là 6.000 vòng trên phút này. Maximum. 6.000 vòng trên phút. Hợp kim của nó là dày 2 ly nhá. À, hạt hợp kim của nó là dày 2 ly. 24 răng nhé Cái này trục của nó là trục 25 rồi này Giá bán là 150.000 một cái Một cái thì bên em cũng có ship hàng Ship Hà Nội 20.000 nhá Còn ship tỉnh là 35.000 Khách mua 10 cái thì bên em miễn ship toàn quốc Chất thép của nó rất là ok Mọi người có thể mua thử về xài nhé Lưỡi 20... 208 nha với 208 này Trục của nó là trục 25 nhá Hàng mới tinh chưa qua sử dụng đâu ạ Không có sứt mẹ hợp kim gì nhá Vẫn còn nguyên vẹn này Hàng lưỡi mới tinh Mọi người mua hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá Hàng này là 150.000 một cái này 208 là 150.000 một cái Còn 147 này là giá là 100.000 một cái nhá Mọi người xem là cần loại nào thì alo đặt hàng ủng hộ shop bên em nha rồi em xin kết thúc video ở đây ạ hẹn tất cả mọi người những video tiếp theo mọi người nhớ nhớ nhấn cho em xin nút đăng ký kênh nhấn vào biểu tượng chuông báo để khi nào bên em đăng lên video mới nhất thì kênh các, các chú mình có thể xem được sớm nhất nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo